xin chào tất cả khán giả thân mến. Và đây tiếp tục là anh Chính Vũng Tàu. Chính Vũng Tàu đội với lại Châu Sitin. Một bắt đầu. Ô 3 mét vuông trước lưới. Tỷ số với Châu Sitin là 2-0. Cái này quýnh 6 điểm nha, 6 điểm. Một hai cho anh Chính Vũng Tàu nha. Bóng sẽ lên đội ngoài sân, điểm số là 2-2. Giao anh Chính đội đường Hải Họng. Bóng ngoài sân nha. Bóng ngoài sân. Điểm cho Châu 3-2. Những kèo này quý vị ngồi ngoài mà xem rất hấp dẫn gay cắn nha, ép tim nha. Bóng cho Châu lại ngoài. Điểm số là 3-2. Điểm 4-3 cho anh Chính. Justin đang thua điểm nha. Liệu Justin có lợi vượt dòng như lúc nãy hay không? Điểm 4-4. Kèo này chắc gây cắn hấp dẫn với điểm cuối cùng đây. Ai cũng hay hết. Kèo này nói chung là cọ sát với nhau. Điểm được không qua lưới. Điểm 5-4. Một pha giật lưới và giật mình của anh Chính Bình Dương. Điểm số là 5-5. Tiếp tục C2. Cái đầu vừa rồi trao đổi với anh Chính mình Chính Vũng Tàu. Điểm 5-5 trao đổi dưới lưới. Điểm 6-5 anh Chính ăn C1 nha. Tập C2 1-0. Điểm cho anh Chính tiếp tục là 2-0. Bóng chạm lưới anh Chính không qua lưới được nha. Điểm số là 1-2. Bóng Châu không qua lưới. Chính chính là 3-1. Lại một thêm cú chạm lưới khiến anh Chính giật mình tỉnh giác không qua lưới bên này. Điểm về cho Châu là 2-3. Thank you.
với bóng chuyền phủi hiện nay kèo chế đang lên ngôi. Còn mọi loại kèo tay thì hiện nay chưa thấy ai ra trận và đối đầu với nhau. Sắp tới đây tại sân Cắt Ké Tây Đình sẽ diễn ra một kèo hạng bùng nổ giữa Bình Minh Chí Thống và Trường 2 đối đầu với lại Tuấn An Thống Bến Cầu và Trường 2. Ba ba Tuấn An đã từng thua tại sân Gò Xoài. Châu thua 2C nha. Châu thua 2C. Thì tiếp tục ở những clip tiếp theo thì quý vị sẽ thấy được kèo đôi công Bình Minh giữa Bình Minh và Tuấn An Tây Ninh. Tuấn An Tây Ninh sẽ đôi công với Bình Minh tại sân Cắt Ké Tây Ninh. Xin mời quý vị cùng theo dõi kênh Cắt Ké và đón xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại clip tiếp theo.